shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Mới đầu thấy con này cũng đông, mà sao đâm dại thế như vậy mà. Nốc luôn này. Một đứa ở trong này làm sao đấy. Trên trời không biết là hạ nó chưa nữa. Ok. Chắc nãy mà nung nó. Của Scar này. Ngon. Trong này chúng ta còn gì không đây? Uầy, phun máu rồi, không còn gì cả nữa. Đi thôi mọi người ơi. Qua bên này thôi, em trốn mẹ con lai. Uầy, gắt vậy. Hẳn là trốn mẹ con lai cơ. Đây, tôi lên trên này không ạ? Lên trên này để còn săn mạng đó chứ anh em. Không sao chơi. Mọi người lên cổng chơi nha. Cảm giác ho kiểu nói hơi đau họng tí khó chịu phết. Nón hai mình có rồi. Mà công nhận là tôi mặc cái bộ gấu béo này trông nó nặng thịt thật. Đúng rồi, lên trên này thì có người đâu. Wow. Chưa thấy người đâu anh em ơi, có nâng giáp này. Nâng giáp thì nó không có mìn nhá. Thoải mái vô tư ăn. Thế là xong, lên đồ được cái giáp chống nổ. Trên nhà này có vẻ như là có người. Nhưng mà không có, không sao. Chú anh em khỏi ốm hả? Thế kia mọi người. Úi dồi ôi, anh kéo em lên huyền thoại hả? Anh chịu thôi. Ủa sao không còn ai đến đây ta? Hồng sát này. Format hả? Chỗ này thì sao? Có mỗi quả mì thôi. Xem là ở đây chúng ta còn gì nhỉ? Ok mọi người. What the hell, để coi nào. Lâu một nhà nhiều nốt anh, lâu một nhà nhiều nốt. Lâu một hả? Nhà gỗ nào em ơi? Anh thấy rồi, anh thấy rồi. Dai rồi em ơi, nó dai rồi. Còn người phải không? Nó đang bắn ai á? Sao anh nghe không rõ lắm? Tại bữa nay lên trên rồi nhưng mà đâu thấy ai đâu. Không có đâu. Nó đang bắn ai ấy mày. Không biết là nó đang bắn ai á. Số mấy đấy, số 3 hả? Em thấy nó đang bắn ai mày. Không có đâu. Ủa mà giờ này anh em mặc cái bộ assassin nhiều thế. Bên này đó. Qua biệt thự bên này em ơi. Đó. Bên này, đang đứng ở ngay cửa này. Ngay cửa để vỡ đầu, xong. Bên trên còn người nha em ơi, bên trên còn một team nha. Đậu xanh này làm sao? Làm sao nốc luôn nhé. Từng hai mọi người nhá. Chúng nó đang gạ rau gạ chảo cái gì đấy. Gắt phết nhỉ. Ok nốc. Một đứa nữa em ơi, trong nhà này, đi đi. Mọi người lên trên đủ chưa? À còn số 3 đấy hả? Ok ok. Đây anh còn lại thì máu này. Đang còn máu. Có ai thiếu thì máu bọn anh nha. Anh còn 3 túi này. Đây này em ơi, MP 40 này. Để qua chỗ này coi. Bên này mọi người ơi. Nhà ga. Nhà ga 285 nhá, có một đứa nhá. Anh đang quần máu đã. Đây mọi người cho quả lựu lên. Thằng bé đang ngày trên đang có một đứa thôi. Một đứa thì không thể chạy được em ạ. Dụng chưa?
Nó chạy ra ngoài. Nó nhảy ra ngoài á? Anh không nghe được tiếng nhảy. Đi em. Đập sáng nó chạy ra ngoài. Nhanh vậy. Ủa không thấy thế hả? Đù. Cái này giống kiểu ninja rồi mà. Bên này, đấy. Nhanh thế cơ mà. Lúc nó nhảy xuống anh không nghe tiếng gì cả. Không nghe tiếng gì luôn ạ. Bình thường nó mới có tiếng nhảy chứ, nhưng mà nó nhảy nhanh thật. Vậy thật. Còn tính đi mấy đứa, 2 chơi 10 nhá. Mồ hôi nó ra khó tâm quá. Thì anh cũng thấy là mồ hôi tay chuyên ra cái là chưa kể đúng lúc là lấy giấy lau tay em ạ. Rồi rồi ạ. Xong lại chơi tiếp thôi. Mồ ra lại anh vừa lượm rồi. Ok. Thung lũng một thính nữa nha. À đâu, đây là khu dân cư. Anh hơi nhầm xíu. Có nằm chiếu cả. Chưa thấy team nào chỗ này cả. Hello các bạn nha, chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Để mình qua đây SE coi. Chỗ nào vậy? À thế rồi. Đây rồi này. À 285 nha mọi người, 285 nhá. Hình như là cả team ấy. 285 nó 1 rồi. Ừ anh vẫn nó 1 này. Nữa hả? Gốc cây 300 mọi người ơi. Giết 1 anh ơi, giết 1, giết 1. Giết 1 hả? Ok ok. Qua đi mấy đứa. Cúc cây 300 có người nhá. Sao tỏa đá anh nghĩ cũng có người này. Quay cho nó gài một đống mìn nha anh em, cẩn thận. Có mìn nhá. Một đứa thôi hả? Mà sao bọn này cứ tỏ ra nguy hiểm. Ok ngon lành. Từ sau này có một con xe mất chắc này. À nãy anh kêu bắn nốt thẳng ở đây sau này. Xem vứt bớt đồ đi. Lượm thêm máu bông keo nữa. Thành nhiên nó chạy cũng xưởng của anh ạ. Hợp lý. Đây để anh lấy con mất tật chắc đã. Ủa đứng giáp mọi người không xài hả? Đấy xem đang lên luôn cái giáp trắng cho nó trâu em ạ. Ok cảm ơn Hoàng Kha đã gửi quà tặng nhá, thank you bạn. Chúc anh em xem live vui vẻ nhá. Để kẹo qua đây lấy xe đã, lấy xe qua chở team anh em ơi. Nó lại hợp lý. Cái gì đây, Bảo Ngân Ngọc Phạm đây, chào anh người yêu. Đậu xanh. Yêu đương gì, anh quen em đâu. Anh vứt đạn sôi ga đi hả, anh vứt rồi em ơi. Và này tôi mở nhà anh, ok. Lên xe đây em, anh qua đón nốt số 3 nữa. Kiếm con monster chắc này chở cả team squad là hợp lý. Em ơi, bò tiếp theo lên cổng trời với đèo đá hả? Thì cứ làm một vòng qua đèo đá đã. Đây đây, số 3, số 3. Đang có đông người lắm. À còn 13 đứa, 5 team nữa. Xong luôn. Chúng nó hạ nhau nhanh thật. Thế hả? Thế bây giờ đây này. Trước mặt em ơi, trước mặt một team nha. Nhảy xuống sớm thế cũng được. Để xuống cover cho team. Đậu xanh làm sao đấy, nốc luôn nha. Cái bản này. Dưới một đứa chạy xe này anh em, cẩn thận. Cẩn thận mọi người ơi. Ok ok, bên trên nha. Bên trên nha mấy đứa. Đừng quên máu đấy. Của ai gây mìn vậy? Bên trên một máu. Lên trên đây mọi người. Thằng ở trên này một máu này. Nó vừa câu điện số đây em. Xong một keo nha.
Bây giờ nó chạy này. Đừng có chạy mày, ok clear. Lên bả nhá. Mọi người hạ luôn thẳng ở dưới đi. Nãy thấy có một đứa nốc ở dưới đấy. Ngày mình các kiểu này. Cho nổ luôn. Không có gầy mình linh tinh nhá. Cái thằng đã bỏ ở dưới hạ chưa? Mấy chân này còn này mấy đứa đây. 30 nha. Mãi trên đấy cứ lút đồ đi xong mình lên, lút đồ đi. Mình đấy cứ lút đồ xong bơm máu cẩn thận đi xong là lên clear team ở trên. Chỗ này không có máu hả? À ok ok. Vừa lặn được thêm 2 tuyển máu này. Hú da này, ai lấy không này? Sao này có hú da này mấy đứa này? Không ai quan tâm luôn. Đây Nhi xuống dưới ấy, cái xác bom keo, có hú da đấy. Bom keo nhà nào, bom keo nhà nào. Đây, chở anh lên, chở anh lên. Nó chạy đâu rồi? Nhà L ở dưới đấy hả? Thế để xuống. Tưởng ở trên cơ. Ở trên còn á anh ơi. Ở trên còn đấy hả? Ôi nó vừa hạ trẻ trâu rồi. Nhà L đây. Làm sao đấy? Làm sao đấy? Ôi gấu da lạc nhiều lắm. Cứu 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 em anh ơi. Cho anh trái. Đang trên nóc nhà nha em ơi, cẩn thận cẩn thận. Trên nóc nhà L đấy. Min hả? Thế từ từ, có liệu lên. Cứ làm mấy có liệu lên này. Sen nó chạy đâu? Sen nó chạy đâu? Có liệu hay ngu nữa. Đây trên coi, ok. Anh hạ nó bằng liệu luôn. Em bắn nó yếu lắm rồi. Em bắn nó yếu lắm, anh ném quả mìn lên anh ăn luôn kìa. Đâu, anh ném lúc nãy. Rồi, thế này là highlight rồi mà. Highlight KS mạng của đồng đội. Thế số 3 có máu chưa? Em làm từ máu này. Đây ở ngay chỗ ngầu nhi có người đây, mọi người lên đi. Ok hay lắm. Cái thằng lúc nãy thằng lâm 2 gì đấy nó ăn hơi nhiều mạng. Ok còn 2 mạng cuốn nữa là ok này. Của đây em ơi, có người đây. Sao em nhi ơi, đậu xanh này làm sao đấy. Ui nó định móc lốp cả team mình ở đây, team squad sao nó móc được. Thanh niên có lẽ là hơi ảo tưởng. Chưa được một kill nào chán thật. Nếu hóa ra anh hôm nay gấu béo chắc là lại ăn nhiều kill nhất rồi. Gấu béo nãy giờ ăn 10 kill rồi mấy đứa. Chết dở. Ủa thảo nào anh thấy mặc cái bộ gấu này bụng to ăn nhiều kill em ạ. Thế còn một đứa nữa này, bây giờ nó mới sợ team mình này. Chắc nó trốn chỗ nào thôi em ơi. Một trái ơi, một trái. Ơ sao cơ? Một trái hả? Cũng nữa. Mà chả biết thằng cô ấy đang ở đâu này. Gạ nó hả? Hello. Cái game này không có mic, không có trò chuyện với kẻ địch được. Nó trốn rồi em ạ. Quên team squad này thế nào chơi nổi. Không trốn thì làm sao đây? Trên trời à? Trên trời hả? Chắc trên trời. Không có đâu, anh nhìn không có. Mà cứ thơ lên thử coi. Biết đâu nó ngồi mãi trong ấy, ngồi mãi trong là mình không soi được mà. Đây, nguyên cả team lên luôn này. Không có nhá. Thế nó đang ở chỗ nào ta? Ở trên này thì anh chưa nhìn ra được em ạ. Mãi dưới đấy hả? Không có. Thế giờ hả em? Ai bên trên này, tảng đá này mọi người ơi. Nó đang ở trên này này. Đợi với kem nha. Cô này còn tí máu thôi, đợi với kem mọi người để lên. Xong một keo. Chém nữa, cũng được luôn. Ok. Cho nó hồi máu hả? Ok luôn. Ui, đây, chém nó luôn này. Làm sao mà mình không ăn được. Chém nó.
Ok. Tốc một nha mọi người, đây đây, cứu đồng đội để cùng ăn mừng này. Nếu mà nãy không quốc chủ lại bang nữa rồi. Ui giời, làm mìn thế. Mấy đứa chữ mìn nhiều thế. Ok, trận này thì mình tốc một rồi anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.